chung đỡ nỗi sầu. Nhân một buổi thèm sushi của mấy đứa tụi mình nên nay dẫn liền cả nhà đi ăn buffet chung cho vui nghe. Ở KL á thì mình ăn sushi ở Zhangmai, Genki, Isetan hoặc đặt trên Grab Food, nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn dạng buffet. Hôm nay mình lựa chọn đến buffet Mitasu ngay khu Bukit Bintang sầm uất nhất KL. Địa chỉ quán mình sẽ để ở bên góc trái màn hình cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Mình đi chưa phải là ngày cuối tuần nhưng quán cũng khá đông. Điểm trừ đầu tiên của quán chắc là bạn nhân viên đặt món của tụi mình. Khi tụi mình vào được giới thiệu về món ăn, đặt món nhưng chờ mòn mỏi 30 phút vẫn chưa có đồ ăn. Mình hỏi lại bạn nhân viên thì giờ bạn ấy quên báo với nhà bếp nên thành ra mình phải chờ thêm 10 phút nữa mới có ăn á. Buffet thì đa dạng các món ăn rồi, từ món khai vị, sushi, nướng, lẩu cho đến các món ăn chơi và tráng miệng nữa. Theo mình thì ổn áp á. Quầy nước thì mình thấy có bao gồm Milo, cà phê, trà sữa, trà xanh và rượu. Mình chọn một ly trà sữa nóng trước khi ăn cho ấm bụng nè. Nghĩa qua menu đi gọi món nè. Ăn buffet sushi á thì không thể thiếu đó chính là cá hồi. Nên mình sẽ chọn cá hồi, cá ngừ, cá chim. Nghe hấp dẫn chưa? Tiếp theo là rong biển trộn mè, bạch tuộc, sữa sốt cay, cá chiên, xào điện phô mai, mực, bò xào bơ, salad trộn, mì xào hải sản và cuối cùng là một cái lẩu sukiyaki. Kêu như đó trước đi, lát mình tính sau. Pha chén nước tương Nhật nè, thêm xíu xíu mù tạt, quên lại, ăn món này á sẽ có thêm gừng ngâm nữa, ăn lần nào thì mình cũng ăn đến 200-300 gram gừng ngâm của nhà hàng người ta luôn á. Nhà bếp đã lên món rồi, mình ăn trước nghe. Mình sẽ thử món bò trước nè, miếng bò dai dai, vừa mềm, thơm mùi bơ, nhưng vị thì mình thấy hơi mặn, nhưng nhìn lại tổng thể thì ngon. Bù lại vị mặn đó thì mình sẽ thử món salad súp mè này vô để trung hòa vị mặn khi nãy của thịt bò. Với món rong biển trộn mè thì lành lạnh, mát mát, trộn với mè thơm ơi là thơm. Món bạch tuộc cũng ngon không kém, nhưng với món sứa thì đây là lần đầu tiên mình ăn. Mình thấy nó trơn tuột nên mình không có dám ăn nhiều. Cá chiên có vị hơi mặn nhưng bù lại thịt cá tươi và mềm. Xào điệp phô mai thì mình thấy cũng bình thường như mấy quán khác thôi cả nhà, nhưng hôm nay thì phô mai thì nướng hơi bị khét một xíu. Và bây giờ qua đến món sushi đặc biệt của ngày hôm nay, gọi 60 miếng cá, trong đó bao gồm có cá ngừ Akami, cá hồi sake và cá chim da butter. Điều điệu quay video một chi mém xíu là rớt nguyên một dĩa cá xuống bàn luôn á. Mấy bạn ngồi bàn đối diện cười quá trời cười luôn. Mình quê lắm luôn á cả nhà. Đi ăn sushi kiểu này như mình á là bao lời luôn. Cá quá chừng tươi, ăn vô miếng nào miếng nấy hả, nó ngọt và béo vô cùng. Cắp miếng cá, chấm miếng nước tương nè, trời ơi nó ngon bá cháy luôn á bà con ơi. Mình tráng miệng bằng một miếng gừng ngâm rồi mình ăn đến món tiếp theo nha. Mì xào hải sản này á thì mình thấy hải sản thì ít nhưng mì thì bao la là nhiều, vị thì cũng hơi mặn luôn. Cuối cùng cô đã lên bàn rồi nè, nhưng nước súp thì mình thấy hơi ngọt. Chú đầu bếp ơi là chú đầu bếp, chú chơi hơi kỳ nha, bò mặn, cá mặn, súp thì ngọt. Hôm nay chú đầu bếp có buồn gì không á, hay chú đầu bếp lộn hủ muối qua với hủ đường gì chú ơi. Giận chú đầu bếp hết sức nhưng cũng phải ráng ăn hết cái nồi lẩu. Ăn xong thì tụi mình sẽ gọi tráng miệng. Mình đi ăn kem. Kem ở đây thì menu mình thấy có vị vani,
mè đen, dâu, trà xanh và sô-cô-la. Đương nhiên thì mình sẽ chọn trà xanh rồi. Mình đặt 2 viên trà xanh luôn ăn cho sướng. Kem đúng vị trà xanh, đắng của trà, béo ngọt của sữa. Ôi thôi, ăn đúng vị kem mình thích á, là bao phê luôn ngay cả nhà. Rất 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 là ngon luôn á. Tổng kết hôm nay của tụi mình là 89 tinh cho một người, khoảng 530.000 tiền Việt Nam. Gọi món nhanh, menu có nhiều món, nhân viên phục vụ gọi món lên nhanh, nhưng vị chỉ có hơi lạc lõng một xíu. Nhưng không sao, mua lại mình được ăn sushi thỏa thích luôn, vậy là được rồi. Clip hôm nay của mình đến đây là hết. Mai mốt á, có đi chỗ nào mới thì mình sẽ chia sẻ thêm với cả nhà được biết nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở chương mục Thèm gì ăn nấy lần sau. Noah xin cảm ơn và hẹn gặp lại.